Đây là bún này, bún bà đang cắt này này. Đây là bún lá. Bọc lại thì chưa sạch, sẽ. Đi, đi nào, đi ra ngoài đợi nha. Bà. Nàng ngồi đây nha, mẹ lấy bún đi nà nha. Nàng ngậm mình bú. Ăn đi. Đưa bao nhiêu mình rồi. Này. Tự mọi người này, đây là mắm này. Mắm tôm này. Đây là mắm nhá. Mình sẽ bỏ thêm ít hạt tiêu cay này. Thì là thấy người lạ ăn kêu lên. Thưa mọi người này, đây là món ăn mình này. Đây. Đây gồm có bún này. Đây là bún này. Đây. Quên đi, bắt thêm một quả người nhá. Đây. Đây, xong đây. Bún đậu mắm tôm thì gồm có mắm tôm này. Đây là bún này. Đây là đậu phụ rán nhá. Đây là dưa leo này. Đây là dồi lợn mọi người này. Đây là chả cốm nhá, làm từ thịt với lại cốm chả. Đây là thịt luộc này. Đây, bây giờ mình sẽ thích ăn thì mình sẽ chấm vào đây rồi mình ăn. Quên mất, đây là kèm thêm một lá rau tí dồ với rau lọc nhá. Mời mọi người cùng ăn với mình nhá. Đây. Mình thì thích ăn đậu phụ này. Của mình. Đâu? Cơm ăn nhá. Cơm ăn chả này. Ăn đi. Rồi. Mở bé nhá. Dina rất thích ăn chả mọi người ạ. Dina ăn chả cốm. Ngon không? Mà ngon cơm à? Mà không thích ăn cái này sao ấy? Ngon không? Sao đấy? Na, mua không? Nhà nó cứ mua đi. Phải bún không? Na cũng thích ăn đậu phụ. Nha, Na đi. Sao đấy? À đâu, sao không sao nhá. Vì là thấy người lạ ngồi kia thì Na đang hò à. Không sao, không sao, không sao. Sao nha. Không sao.
Ăn đi, ăn đi. Nè, chả ai ăn nhá. Là thấy người lạ thì nào không hả? Một hôm quán ở này là rất đông khách, nhưng mà hôm nay mình đi muộn á. Đây là khách về hết rồi. Đặc sản của mình cũng muốn món cái loại bún tôm này rất ngon. Nếu mọi người ở mọi người không bán thì mọi người thử về nhà tự làm ăn nhé. Còn mọi người mà có đi du lịch thì ghé vào Việt Nam nhé, thưởng thức món này, hãy nên thử một lần mọi người ạ. Như là ăn đậu hũ này ngon, cái món ngon. Đi nào biết ăn này, cô mau mai, mau ngủ, mang chả nhá. Nhìn nha. Nhìn cũng rất thích ăn món này đấy, ăn rất ngon. À mọi người ạ, mình nói cho mọi người biết một điều là cái đặc điểm của món này này là mắm tôm này này có vị mặn mặn ngọt ngọt chua chua. Mặn của mắm này, chua của quýt này, chanh này và cay của ớt, ăn rất ngon này. Cái mắm này mà chấm cái này là rất ngon, mọi người nên thử nhé. Đây là rau này, rau ăn kèm với lại bún đậu mắm tôm này. Đây, ăn không thế này cũng ngon này. Rất thích ăn đậu hũ. Ngon không? Lần đầu đi Na được đi ăn với mẹ ăn món này đây. Roma đang chơi này, không chịu ăn gì hết. Nàng thấy người lạ đang Nina đang ăn bún à. Nina rất thích ăn bún. À, bạn nhớ lại chơi với Nina. Nà. Nên mình rất thích ăn bún nha, đây là ăn bún ngon lành nha. À bạn nhớ lấy chuối lại cho Lina này. Bạn nhớ là móc chuối cho Lina đấy. Nina ngoan, bạn ăn luôn. Nina lại thơm bạn nhớ ơi. Nina đang ăn đậu phụ này. Đấy. Các bạn nhớ rất thích Nina nhé, rất yêu quý Nina.
Yeah.